Xin chào quý khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Vòng nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Định Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngày sau đây, xin mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lại nói lúc bây giờ, tên tiểu nhị muốn đuổi bọn lục tiêu du đi. Hắn còn chưa nói xong, thì vai của hắn đã bị nắm lấy, lôi về phía sau, sau đó bị ném xuống mặt đất. Ồ, tiểu muội muội này không tồi, tên nàng là gì? Không bằng đi theo bản tiêu ra, uống một chén rượu. Người đẩy tiểu nhị ra chính là thành điền mặc hòa phục kia, nhìn thấy lục tâm đồng, hai mắt thành điền mặc hòa phục tỏa sáng, nhanh chóng buông hai chữ nữ tử xinh đẹp. Bây giờ, hai nàng kia tuy rằng có chút tư sắc, thế nhưng so với lục tâm đồng mà nói, căn bản không thể so sánh. Tuy rằng hoa màu gà cũng đẹp, thế nhưng sao có thể so sánh với hoa sơn trà được, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Hai nữ tử xinh đẹp kia bị thành điền hòa phục đẩy ra, khuôn mặt có chút hờn giận, hung hăng nhìn lục tâm đồng. Lúc bây giờ toàn bộ tử lâu là có không ít người nhìn vào, ánh mắt có chút bất đắc dĩ mà thản thở. Thực lực của hoàng gia này trên hoàng nham đảo quá lớn, hoàng tiêu gia này quá háo sắc, tất cả nữ nhân bị hắn coi trọng trên đảo này đều không thoát khỏi độc thủ của hắn. Lại một thiếu nữ sắp bị trà đạp rồi, quả thực là hoa tươi cắm vào bãi phần trầu đầy mà, thật là đáng tiếc. Là gàn của mấy người bên ngoài này cũng quá lớn đi, thế nhưng bọn họ cũng không gặp mày chút nào đâu. Mấy người bên ngoài thấp giọng nghị luận, không dám để cho đám người hoàng gia kia nghe thấy. Nếu như thực sự bị nghe thấy, cả người hầu kia sẽ lập tức quay lại trừng mắt, khiến cho không ít người cúi đầu, không dám chọc phải phiền phức. Người muốn ta uống rượu cùng ngươi sao? Chén rượu này, người uống trước đi. Lục tâm đồng nhìn thanh niên hoa phục, trong mắt có chút chán ghét, sau đó lập tức mỉm cười, đem một chén rượu trên bàn, đưa cho thanh niên mặc hoa phục. Mỹ nhân muốn ta uống, đừng nói là rượu, cho dù là nước rửa chân, ta cũng sẽ không dò dự mà uống. Nhìn thấy mỹ nhân trước mặt cười, Thanh niên mặc hoa phục này giống như hồn lìa khỏi xác, lập tức đưa tay nhận lấy chén rượu. Thanh niên mặc hoa phục này vốn muốn thừa cơ chiếm tiện nghi của lục tâm đồng. Không ngờ lục tâm đồng nhanh như thiệp điện rút bàn tay trở về, mà chén rượu kia cũng yên ổn nằm trên tay thanh niên mặc hoa phục. Thanh niên mặc hoa phục cũng không để ý nhiều, liền uống chén rượu trong tay, khoe miệng mỉm cười nói. Mỹ nhân, hiện tại ta có thể ngồi được chưa? Nếu như người còn có thể ngồi được, vậy thì cứ tự nhiên lục tâm đồng mỉm cười nói đương nhiên ta thanh niên mặc hòa phục còn muốn nói gì đó thế nhưng lời nói còn chưa dứt sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi hai tay ôm bụng khuôn mặt đỏ bừng dù sao bản thân hắn cũng là vũ phách tam trọng cho nên lập tức biết được chuyện gì xảy ra ánh mắt kinh hãi nhìn về phía lục tâm đồng rồi nói người dám hạ độc sao mà lúc này thanh niên mặc hòa phục còn chưa dứt lời trong ánh mắt từ trong ít hầu xuất hiện một ấu trùng nhỏ, con ấu trùng này vô cùng dữ tợn, đáng sợ, mang theo thịt nát và máu loãng từ trong khóe miệng thanh niên mặc hoa phục tràn ra. Không phải là ta hạ độc, dù sao cũng là tự mình người uống vào, không có chút quan hệ nào với ta cả. Lục tâm đồng vỗ tay, lạnh nhạt nhìn về vẻ mặt dữ tợn của thanh niên mặc hoa phục kia. Thanh niên mặc hoa phục kia tức thì kêu lên một tiếng thảm thiết. Trong ít hầu này, ngày càng nhiều ấu trùng dữ tợn chui ra ngoài máu tươi không ngừng tràn ra. Hai nữ tử xinh đẹp đang nhìn chằm chằm vào lục tâm đồng. Lúc này nhìn thấy bộ dáng của thanh niên mặc hoa phục kia, lập tức hét thầm lên. Mà đám người trong từ lâu nhìn thấy cảnh tượng lúc này, tức thì cũng đứng dậy, miệng ổ lên. Các người đã làm gì với tiếu gia nhà chúng ta? Các người muốn chết sao? Nhìn thấy dáng vẻ kinh khủng của thiếu gia nhà mình, các người hậu kia vô cùng kinh ngạc và tức giận nhìn bốn người lục tiêu du rồi nói. Nhanh giao giải dược ra đây, bằng không các người đừng mong rời khỏi hoàng nham đạo. Hai trung niên tu vi vũ phách kia lập tức đi tới trước mặt đám người lục tiêu du, vây bốn người kia lại. Trên khí trên người tuôn ra, mơ hồ cũng có chút khí thế. Một người hầu, hải vũ phách nhỏ nhỏ, không ngờ lại dám làm cản như vậy, dám phá hỏng nhã hứng của ta, muốn chết có phải không? Ánh mắt của lục tiêu du đúng bây giờ trầm xuống, trong tay đột nhiên đánh ra ba đạo lưu quang, mang theo khí tức nóng bỏng, ba đạo lưu quang dùng tốc độ như thiểm điện đột nhiên đánh vào trong bi tâm của bà kẻ đó hai vũ phách kia trong nháy mắt cảm nhận được không ổn linh hồn lạnh lẽo thế nhưng cũng không thể thoát khỏi lưu quang kia ba đạo lưu quang phá không bắn tới chỉ trong nháy mắt trên bi tâm tên người hầu và hai vũ phách kia lập tức xuất hiện bà lỗ máu không có một chút kháng cự nào thân thể độ ập xuống mặt đất thật là mạnh không ít người chung quanh kinh hãi hai vụ phách không ngờ lại trực tiếp bị giết chết như vậy. Bọn họ không ngờ, mấy người thoạt nhìn như thiếu gia, tiểu thư nhà giàu đi dù ngoạn này lại có thực lực mạnh mẽ đến thế. Giờ phút này, tại một vị trí không có người chú ý trên tửu lầu, có hai đạo thân ảnh nhìn về bốn người lục tiêu du. Một lát sau, ánh mắt được thủ điểm. Nhị đệ, không nên giết chóc nhiều quá, xuất thủ giao huấn là được rồi. Giết chóc nhiều đối với đệ không tốt tí nào đâu. Nhìn lục tiêu du một kích giết chết ba người. Dương Quá lập tức nói. Đại ca, Huỳnh cũng biết đám người này bình thường hay giữa võ dương oai. Lưu bọn chúng lại thì cũng là tai họa. Có một số người cần phải trực tiếp giết chết. Lục tiêu Du mở miệng nói. Hắn biết vị đại ca này cái gì cũng tốt. Thế nhưng quá là mềm lòng. Không ăn nữa. Chúng ta đi thôi. Mấy tên này quá đáng ghét. Lục Tâm Đồng nhìn ba cỗ thi thể trên mặt đất. Lại nhìn thanh niên hoa phục kêu thảm thiết ánh mắt có chút chán ghét. Tâm đồng, người này bao lâu nữa mới chết? Nhìn thanh niên hoa phục đang đằn lộn trên mặt đất, Tiểu Long đứng dậy đạp một cước, khiến cho thanh niên hoa phục văng ra bên ngoài, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Bên trong máu tươi có không ít ấu trùng dữ tợn. Vốn phải bảy ngày bảy đêm thì ấu trùng của ta mới chậm rãi thồn vệ hắn tới chết. Thế nhưng hiện tại, chỉ vì một cước của ngươi, ta nghĩ trong vòng ba ngày hắn nhất định sẽ phải chết. Lục tâm đồng kẽ nói, bộ dáng kia không chút ảnh hưởng tới khí chất cao quý của nàng. Vậy thì chúng ta đi thôi. Đánh trên mấy vũ vách đường nhiên, Lục Tiêu Du cũng không để vào trong lòng. Sau khi đặt 11 kim tệ lên trên bàn, bốn người trực tiếp rời đi. Tiểu nhị kia đã sớm bị dọa cho choáng váng, bản thân vẫn đang đứng sững sờ tại chỗ, toàn thân chợt run rẩy, mãi chưa thể hồi phục lại tinh thần. Tâm thần Lục Tiêu Du đã thông trì cho thiền sĩ tuyết sư, cho nên sau khi bốn người đi tới cửa, thì Tiên sĩ tuyết sư đã xoay quanh trên bầu trời. Mỗi người dừng lại một chút rồi đập tức nhảy lên lưng thiền sĩ tuyết sư. Hai cánh của thiền sĩ tuyết sư dựng lên, mang theo một cơn gió mạnh mẽ biến mất tại chỗ. Đây hình như là thiền sĩ tuyết sư, Chỉ ít cũng đã tới ngũ dài. Ta thấy không chỉ như vậy, chị ít cũng tới ngũ dài hậu kỳ. Nhìn tiên sĩ tuyết sư biến mất trong không trung, đám người trong tiểu điếm đều có chút kinh hãi, lại nhìn vào hoàng thiếu gia đang lăn lộn thảm thiết trước cửa. Lúc này, bọn họ mới biết được hôm nay vị hoàng thiếu gia này đã trêu vào đám người không thể trêu nổi. Tiểu thư, thực lực những người này thật là mạnh. Nhìn tiên sĩ tuyết sư đi xa, trong một góc của Tửu lâu, một người mở miệng nói. Một linh vương, một vũ vương, còn có một người khiến ta nhìn không thấu. Mặt khác, còn có một linh thú lục giai khí tức bất phàm, không phải là linh thú bình thường. Còn nữa, trên người thiếu nữ vừa mới thi triển độc công kia còn có một đầu phi thiên ngô công thiên sĩ tuyết sư lục giai hậu kỳ những người này tuyệt đối không dễ chọc vào đâu tuyệt đối là nguy hiểm chúng ta không nên chọc vào bọn họ còn nữa thời điểm ta mặc nam trang không được gọi ta là tiểu thư một người khác nhẹ giọng nói thanh âm khàn khàn không rõ thế nhưng nếu nghe kỹ có thể phát hiện ra trong thanh âm khàn khàn này có một chút mềm mại mà người này mặc một bộ trường sam ước chừng hai chục tuổi lớn lên cực kỳ tuấn tú, đặc biệt là đôi mắt to kia giống như con linh tính. Nếu như không nhìn thấy ánh mắt này thì có thể không chú ý tới người này. Thế nhưng chỉ cần liếc mắt một cái, có lẽ sẽ không quên được. Tiểu thư, hiện tại chúng ta cần phải trở về rồi. Người vừa mới mở miệng khi trước lập tức lên tiếng hỏi. Người này thân hình gầy gò, dáng vẻ cờ linh, cặp mắt cực kỳ thành tú. Vốn ta đang định đi cổ vực một chuyến, ai ngờ lại bị phái người tới bắt cho nên cũng chỉ có thể trở về thôi. Thành niên nữ giả nam trang kia lại nói, tiểu thư, sau khi mọi chuyện xong xuôi, chúng ta lại trở lại là được, nhất định sẽ có cơ hội vào đại lục linh vũ và cổ vực ma. Sợ rằng đã rất khó, vốn ta cho rằng thật vất vả mới có cơ hội xuất môn lần này. Ai ngờ vừa đi được hai phần ba lộ trình lại bị người trong tộc đuổi theo. Việc này cũng không đơn giản, trong tộc không có nắm chắc, cho nên ta cũng không nắm chắc nữ tử giạt trăng nam kia lại thở dài trong đôi mắt xinh đẹp có một chút ngừng trọng nữ tử này lại nói chúng ta đi thôi có lẽ người trong tộc lại đang tưởng rằng chúng ta lại chạy trốn rồi trên đường thiên sĩ tuyết sư bốn người lục thiêu du cũng không bị tên hoàng thiếu gia kia làm cho ảnh hưởng tới tâm tình thưởng thức hải vực vô biên của mọi người kaka ca, ca, huynh nhìn kia cho đến một lát sau lục tâm đồng nhìn xuống phía dưới lục này ở hải vực phía dưới xuất hiện một con thuyền lớn, thân tàu cực lớn, tốc độ cực kỳ kinh khủng. Con thuyền khổng lồ xẹt qua mặt nước, tạo thành một vết rẽ sóng vô cùng lớn, tạo thành hai cơn sóng lan tràn ra chung quanh. Tốc độ kể ra cũng không chậm. Lục Tiêu Du nhìn xuống phía dưới rồi nói, con tàu khổng lồ này không ngờ lại có tốc độ không thua một đầu yêu tú phi hành lục dài. Điều này khiến cho Lục Tiêu Du cực kỳ kinh ngạc. Thảo nào trên hải vực này, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy không ít thuyền lớn. Hóa ra, có một ít thuyền bè tốc độ không dưới yêu thú phi hành. Cho đến một lát sau, Lục Tiêu Du khoanh chân ngồi xuống lưng thiền sĩ tuyết sư, tiếp tục tu luyện tử phòng phòng bạo. Dọc đường đi, tu luyện và lĩnh ngộ không ngừng khiến cho Lục Tiêu Du có cảm giác bản thân tiến bộ không ít. Trên phương diện thuộc tính phong, vốn lực lĩnh ngộ của hắn không tồi, cho nên lúc tu luyện tử vong phòng bạo so với tề thiên liệt địa trảo kỳ trước, có lẽ sẽ dễ dàng hơn một chút. Chỉ là lục thiếu du cũng có chút không hài lòng. Tốc độ tù tu luyện tuy rằng không chậm, thế nhưng cũng không phải là quá nhanh. Lúc này, nếu như có người khác biết được, lục thiếu du dễ dàng tu luyện thành công vũ khí địa cấp như vậy, lại còn chê tốc độ chậm mà nói nhất định sẽ bị đả kích tới cho chết. Vũ vườn nhị trọng bình thường muốn tu luyện vũ khí địa cấp, căn bản chính là nằm mơ, tuyệt đối là chuyện không có khả năng. Tu luyện vũ khí địa cấp yêu cầu về việc lĩnh ngộ thuộc tính vô cùng quan trọng hay là cần phải đả thông một ít kinh mạch đặc thù mà ngay cả vũ khí huyền cấp cũng có không ít loại cần phải đả thông kinh mạch đặc thù trên người thì mới có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất của vũ khí vũ khí đạt tới địa cấp vô cùng hiếm thấy mà số kinh mạch cần đả thông cũng cực kỳ đa dạng và nhỏ tròi. vô cùng khó đả thông chính bởi vì hai điểm này khiến cho không biết bao nhiêu người cho dù có vũ khí địa cấp cũng không thể tù luyện giống như là triệu vô cực trên người có vũ khí địa cấp do lão tổ triệu giả lưu lại, thế nhưng lại không thể tù luyện được. còn có điểm thứ ba, đó chính là độ cường hãn của thần thể. tổng quan mà nói, tu luyện vũ khí địa cấp cần thời gian vô cùng dài. lúc tu luyện trần khí hội tụ rồi tán loạn tạo thành trùng kích trong cơ thể. nếu như cơ thể không đủ cường hãn, mạnh mẽ tu luyện vài lần sẽ tương đương với việc tự sát. trên ba điểm này, lục tiêu du đều có đủ thiền phú và tiền vốn trình độ lĩnh ngộ thuộc tính cũng không tồi. Về phần lộ tuyến kinh mạch đặc thù đối với hắn mà nói, không có chút khó khăn nào cả. Về phần độ cường hãn của thân thể, nói dỡn sao, bất diệt huyền thể mà không được thì có thân thể nào chịu được hay không? Vì vậy, lục tiêu du có thể tù luyện một cách vô cùng đơn giản, tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Nếu như so với một người có tu vi đồng cấp mà nói, đầu tiên cũng không nói tới việc có tu luyện thành công hay không. Cho dù có tu luyện thành công chỉ sợ tốc độ cũng không bằng một phần mười của lục tiêu du. Ngưng thần tĩnh khí một chút, trong tay lục tiêu du đánh ra một đạo thủ ấn huyền ảo. Trong không trung, không ngừng có năng lượng thuộc tính phong hội tụ tới. Thủ ấn được kết ra, giữa không trung lúc này tràn ngập chân khí. Một cỗ năng lượng hội tụ thành vòng xoáy, vòng xoáy xoay tròn, toàn bộ không gian rung lên. Khi vòng xoáy lớn hơn bởi thước, thì lập tức giống như một cơn cuồng phong tiêu tán trong không trung. Còn kém xa một chút, tiếp tục đi. Lục Tiêu Du nhíu chặt mày, thời gian 20 ngày này, hắn còn chưa thể tù luyện thành công. Thế nhưng, Lục Tiêu Du cũng không cảm thấy ngoài ý muốn cho lắm, cho nên lại tiếp tục tù luyện. Từng đạo thủ ấn được kết ra, không ngừng có vòng xoáy hội tụ rồi tán loạn. Lục Tiêu Du lại một lần nữa chìm đắm trong tù luyện. Mà lúc này trên thân thể nhỏ nhỏ của Tiểu Lăng cũng được bao phủ bởi một vòng quang mang. Bản thân cũng đang tiếp tục tù luyện trên người lục tâm đồng cũng có một vòng quang tráo nửa trắng nửa đen bao phủ mà tiến vào trạng thái tù luyện khi tức trên người chậm rãi được kéo lên dương quá vẫn đang tù luyện kiếm pháp mỗi một đạo kiếm quang đánh ra đều có cảm giác đơn giản mà phức tạp thế nhưng lúc này sau khi tu luyện một lát dương quá lập tức khoanh chân ngồi xuống bắt đầu điều tức thời gian cứ thế tiếp tục mà trôi qua trong hải vực rộng lớn thiền sĩ tuyết sư để lại một đạo lưu quang màu trắng trong không trung rồi biến mất không thấy tùng tích. Ở một nơi nào đó, đây là một ngọn núi cực kỳ yên tĩnh, núi non liền biên, hoàng hôn mặt trời ngả về phía tây khiến cho một đỉnh viện tình xảo trên ngọn núi như được nhuộm thêm màu sắc giống như kim quang. Đỉnh viện này không lớn, thế nhưng lại cực kỳ tinh xảo. Trước đỉnh viện còn có một khối thạch bích trong suốt. Lúc này, một đạo thân ảnh đang bay múa, trường kiếm trong tay không ngừng biến đổi thân thể mê người di động từng đạo kiếm quang xuyên thủng không gian bắn ra trực mũi kiếm không gian trực tiếp xuất hiện vết nứt đèn kịt đó chính là vết nứt trong không gian lục thiếu du đột nhiên thân ảnh xinh đẹp này quát lên một tiếng yêu kiều một đạo kiếm quang như hóa thành thực chất đột nhiên bắn ra kiếm quang phá vỡ không gian một kiếm đánh ra toàn bộ không gian run rẩy một cỗ khí tức sắc bén bạo phát khiến cho quang mang ngay cả mái tóc của nàng cũng dựng đứng cả lên. Cho đến một lát sau, thân thể xinh đẹp này mới thở ra một ngụm trọc khí, trực kiếm trong tay được thu hồi vào nhẫn trữ vật, mái tóc của nàng hạ xuống. Lúc này xoay người lại, khuôn mặt xinh xắn không trang điểm, to ra sự quyến rũ nhẹ nhẹ. Khuôn mặt này hoàn mỹ tới mức không thể diễn tả bằng lời, giống như là tiền tử, thiền tử trác tuyệt. Mái tóc đèn nhánh có chút rối loạn, y phục trang nhã, khuôn mặt tuyệt mỹ, ngũ quản xinh xắn, nhìn qua nhu nhược mà ẩu nhã. Thế nhưng cỗ khí tức sắc bén trên người vẫn chưa có tiểu tán. Trong mắt bắn ra hàn ý lạnh lẽo khiến cho người khác nhìn vào có chút run dậy Mà người này không phải là ai khác mà chính là Lăng Thanh Tuyển. Thiếu chủ vừa nhận được tin tức quan trọng. Bây giờ hai bóng đèn trong nháy mắt hạ xuống hành lễ với thiếu nữ này chính là không linh phương và hắc quỷ thiền vương. Nói đi, là tin tức gì? Lăng Thanh Tuyền quay đầu hỏi hai người kia khổng đình vương nói trước thưa thiếu chủ từ tin tức truyền tới trong giới có nói linh vũ giới chính thức lộ diện ở thành ma vân mời thiếu chủ tới đó lần này ta trở về cũng không có tác dụng quá lớn huống chi ở đây ta cũng có chuyện muốn làm người thay ta truyền tin lại mang cường giả trong giới tới đây phải lập tức đối phó với phi linh môn chờ sau khi đôi cánh của bọn chúng cứng cáp chúng ta muốn đối phó với chúng sẽ càng thêm khó khăn hơn đấy vâng thưa thiếu chủ không Linh Vương liền tiếng đáp. Thiếu chủ, còn hai tin tức khác, gia tộc Bắc Cung đi tới Vân Dương Tông. Lục Vô Song, Vân Dương Tông không ngờ chính là tiểu thư của gia tộc Bắc Cung. Lục Vô Song đã được cường giả gia tộc Bắc Cung hộ tống trở về. Lần này tạo thành không ít oanh động. Hắc quỷ thiền vượng báo cáo. Gia tộc Bắc Cung sao? Không nghĩ tới, bọn họ cũng xuất hiện. Lục Vô Song là người của gia tộc Bắc Cung. Chẳng lẽ lại giống như là gia tộc độc câu kia, sớm an vài người ở trong lục gia sắc mặt của lăng thành tuyền trầm xuống khuôn mặt có chút ngừng trọng thiếu chủ lục tiêu du lục tầm đồng dương quá đã rời khỏi phần giường tông dường như đang đi về phía thành ma vân hắc quỷ thiên vương lại nói người có chắc chắn không lăng thành tuyền tức thì nhíu mày rồi nói từ khi trong tin tức chúng ta nhận được có lẽ là đi tới thành ma vân hắc quỷ thiên vương dò dự một lát rồi nói đi thành ma vân sao ánh mắt của lăng thanh tuyền không ngừng biến ảo rồi nhìn về phía trước không cần truyền tin tức lại trong giới. Hai người các ngươi lập tức đi sắp xếp mọi chuyện, ta sẽ trở về giới. Lăng Thanh Tuyền quay đầu lại rồi nói. Hai người nói xong, thân ảnh đã biến mất tại chỗ. Lục Tiêu Du, không ngờ ngươi lại đi thành Ma Vân. Lần này, ta sẽ không cho ngươi một cơ hội nào nữa đâu. Tuyệt đối là không. Nhìn không trung phía xa, trong mắt Lăng Thanh Tuyền hiện lên sự sắc bén. Thế nhưng trong ánh mắt này cũng có chút bất định. Chính bản thân của nàng ta cũng không biết sao bản thân nàng ta lại thống hận một người như vậy? Thậm chí có lúc sẽ nhớ tới dáng dấp vô sỉ, ghê tẩm kia. Có thể là bản thân của nàng, cho tới bây giờ còn chưa phải gặp kẻ nào đáng hận đến như vậy. Trong hai vực rộng lớn, thiền sĩ tuyết sư nhanh chóng phi hành, thi thoảng cũng gặp phải không ít yêu thú phi hành. Thế nhưng cũng không có yêu thú phi hành nào có cấp bậc như thiền sĩ tuyết sư. Tất cả chỉ đứt qua phía dưới mà thôi. Mà dọc đường đi, yêu thú phi hành tam giai tứ dai, kể ra xuất hiện cũng không ít. Lúc bây giờ lục tâm đồng cũng bắt đầu tiếp tục tu luyện. Loại tu luyện này đối với nàng mà nói giống như là bế quan. Ngay cả dương quán lúc này cũng đang tu luyện. Chỉ có lúc lục thiêu du sau khi tu luyện tử vòng phòng bảo, tiêu hào quá nhiều mới bắt đầu lĩnh ngộ thuộc tính phong. Lão đại, đệ lại sắp đột phá, phải tìm một nơi an tĩnh. Đúng lúc này, quang mang quanh người tiểu long thù lại. Cái đầu ngẩng lên nhìn về phía lục thiêu du rồi nói. Lục Thiêu Du nhanh chóng đừng tĩnh ngộ, quay đầu vui vẻ hỏi Tiểu Long. Tiểu Long, đệ sắp đột phá thất giai sao? Đúng như vậy, sắp đột phá thất giai rồi, cho nên đệ cần một nơi an tĩnh, Tiểu Long nói. Tuyết sư lập tức tìm một nơi đặt chân gần đây nhất. Lục Thiêu Du mở miệng phân phó thiền sĩ Tuyết sư. Vâng thưa chủ nhân, thiền sĩ Tuyết sư lập tức đáp hồi rồi nhanh chóng phi hành. Trong mắt Lục Thiêu Du hiện lên sự vui mừng, Tiểu Long rốt cuộc cũng sắp đột phá thất giai thất giai và lục giai hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau đối với yêu thú và linh thú mà nói thất giai và lục giai là hai khái niệm bất đồng không chỉ có tu vi và thực lực chênh lệch như trời với đất một khi tới thất giai thì mới có thể trần chính biến hóa có thể duy trì hình người mà yêu thú và linh thú muốn đột phá tới thất giai bảo trì hình người còn phải trải qua một lần trọng tổ thân thể quá trình này không đơn giản một chút nào Lục Thiêu Du mặc dù không phải là yêu thú, thế nhưng cũng có chút lý giải. Trong vạn vũ lâu cũng có ghi chép về phương diện này, ngay cả tiên linh lục cũng có nói qua. Lần biến hóa của linh thú, yêu thú này chính là trọng tổ thân thể, cũng chính là trọng tổ lục phủ ngũ tạng gần cốt huyết mạch của bản thân. Yêu thú một khi đạt tới tứ giai, tốc độ tù luyện so với vũ giả chậm hơn không ít. Có lẽ là đặc thù của yêu thú và linh thú như vậy. Thế nhưng, lực phòng ngự của chúng lại vô cùng cường hãn, không gì so sánh được. Lực phòng ngự của nhân loại so với nó thì yếu hơn nhiều. Đương nhiên, ngoại trừ hạng người biến thái như lục tiêu du ra. Ông trời đối với mỗi chủng tộc đều rất công bằng. Nhân loại có lực phòng ngự yếu, thế nhưng tốc độ tù luyện dưới bình thường mà nói so với yêu thú nhanh hơn không ít. Có lẽ bởi vì sự khác nhau của nhân loại và yêu thú, hình thể của nhân loại so với yêu thú thì thích hợp cho việc tù luyện hơn cho nên yêu thú và linh thú mỗi khi đột phá tới thất giai đều hóa thành hình người để tu luyện lúc này tốc độ sẽ tăng lên nhiều mà trải qua tổ trọng thân thể thân thể yêu thú cùng linh thú trên cơ bản không khác biệt với nhân loại là bao vì vậy cũng có thể duy trì hình người đương nhiên công kích mạnh mẽ nhất của yêu thú chỉ có thể dùng ở bản thể mà thôi bởi vì công kích phối hợp với lực phòng ngự cường hãn lại thêm thủ đoạn thiền phú chỉ tồn tại ở trạng thái bản thể mới có thể phát huy ra toàn bộ tiểu long lên tiếng cũng khiến cho dừng quá và lục tâm đồng dừng tù luyện không bao lâu sau thiền sĩ tuyết sư tìm được một đám hải đảo phía xa trên hải đảo này có vô số những ngọn đảo nhỏ túm nằm tụm bà lại không lớn cũng không nhỏ nhìn qua trắng xóa phía dưới hoàn toàn là do san hô tích tụ lại mà tạo thành mặt đất mà bên trên còn có không ít rừng cây xanh ngắt bao phủ lục tiêu du nhảy xuống đảo nhỏ ánh mắt quét qua bốn phía cảnh sắc hòn đảo này vô cùng đa dạng. Chu vi chung quanh có không ít những rải san hô khác nhau, hình dáng khác nhau, như là quái thú ẩn nấp phủ phục. Trên mặt đá ngầm còn có một thảm thực vật màu nâu, trên đó có không ít hải tảo. Không chú ý nhiều, Lục Tiêu Du lập tức chọn một nơi bằng phẳng. Tiểu Long sắp đột phá rồi. Theo lời Tiểu Long nói, lần đột phá này ít nhất cần 10 ngày nửa tháng. Lục Thiết Du bây giờ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn thân là linh thú, lần trước tiểu long đột phá, nên lục dài đã trải qua quá trình đoán hồn, mà lần này đột phá thất giai sẽ phải trải qua quá trình đoán thể, thời gian đương nhiên sẽ không có ngắn. Tiểu long lập tức chuẩn bị đột phá, thân thể bành trướng tới hơn 600 thước, từng đạo quang mang khuếch tán rồi phóng lên trên cao, toàn bộ hải đảo lập tức bị quang mang bao phủ. Trên hải đảo lúc này có không ít thủy yêu thú và kinh hãi nhảy xuống hải vực, đây đều là yêu thú có thực lực thấp. Tiểu Long chuẩn bị đột phá, Lục Thiêu Du lúc này mới chăm chú nhìn vào chung quanh. Thân thể nhảy lên không trung, quan sát toàn bộ chung quanh để tránh có thứ gì đó ảnh hưởng tới việc đột phá của Tiểu Long. Từ bên trên nhìn xuống, trước hải đảo này còn có một bãi cát liền biên. Trên căn dường như còn có không ít ốc biển. Phía xa xa, đủ loại sứa màu sắc khác nhau trôi nổi trên mặt nước, giống như toàn bộ đều không có sự sống phía sau hải đảo nhỏ thủy triều không ngừng đánh vào bãi cát càng gần bờ khí thế càng mạnh mẽ cuối cùng đánh vào những tảng đá trên bờ tạo thành những cột nước bắn tung tóe khiến cho lục tiêu du có cảm giác tịch mịch hoang vắng và nguyên thủy tâm thần tràn ra chung quanh toàn bộ hòn đảo nhỏ này không có nhân loại và yêu thú khác lục tiêu du nhảy xuống mặt đất lục tâm đồng và dương quá cũng đang xem xét chung quanh tiểu long đột phá đương nhiên lục tiêu du phải hộ pháp thời gian cũng không có ngắn. Nếu như là tình thú bình thường, Lục Tiêu Du sẽ lo lắng xem có thể tố thể thành công hay không. Thế nhưng đối với Tiểu Long mà nói, bằng vào thân thể cường hãn của nó cùng với huyết mạch trong lòng Lục Tiêu Du, tuy rằng có chút lo lắng, thế nhưng sự lo lắng này cũng không có lớn. Cho đến một lúc lâu sau, hai người Lục Tâm Đồng và Dương Quá chơi đùa mệt mỏi, bắt đầu ngồi xuống vị trí cách Tiểu Long không xa mà tù luyện. Tiểu Long đột phá, khiến cho một cỗ năng lượng vô hình trong tiền địa bị dẫn dắt tới năng lượng trong tiên địa không ngừng quay chung quanh bản thể khổng lồ của tiểu long bằng vào mắt thường cũng có thể thấy được đám năng lượng này thông qua lân phiến trên người bị tiểu long hút vào trong cơ thể lúc này trong người tiểu long mơ hồ có tiếng gầm trầm muộn vang lên cái bụng nhúc nhích giống như là bên trong có người không ngừng đánh vào bụng vậy cũng chỉ có mình tiểu long mới biết bản thân phải chịu thống khổ như thế nào thân thể yêu thú, linh thú không có nhiều điểm giống với nhân loại. Nếu như muốn biến hóa, thì đầu tiên phải tạo thành lục vùng ngũ tạng, kinh mạch gần cốt, giống như nhân loại. Loại đau đớn kỳ tố thể này, tất cả yêu thú và linh thú khi đột phá tới tất sai đều phải trải qua. Có những yêu thú bản thể cùng với huyết mạch cường hãn vượt qua. Thế nhưng, cũng có những yêu thú, linh thú bình thường không thể thừa nhận được nỗi nối thống khổ này. Cả đời chỉ có thể dừng lại ở lục dài hậu kỳ năng lượng tiền địa nhập thể, rèn luyện cơ thể, Tiểu Long cố gắng chịu đựng đau đớn trong cơ thể, khí tức không ngừng được kéo lên vô cùng mạnh mẽ. Vào ban đêm, cả thiên địa tối đen, phía sau đảo nhỏ có thể nghe thấy rõ ràng tiếng sóng vỗ, bọt nước bắn lên không trung, ánh trăng mờ mờ chiếu xuống khiến cho mọi người có thể nhìn thấy rõ ràng. Trên lần phiến của Tiểu Long, thi thoảng có quang mang lóe lên. Từ phía xa nhìn lại, cả hòn đảo nhỏ tràn ngập quang mang màu vàng trên đảo nhỏ lục tiêu du vẫn không ngừng tu luyện tử vòng phòng bạo. mỗi một lần tu luyện đều có một ít tiến bộ thế nhưng còn chưa tới mức khiến cho lục tiêu du có thể thành công cho đến một lát sau lục tiêu du đi tới phía sau hải đảo nhìn ngọn sóng trước mặt cùng với hải vực vô biên lục tiêu du khoanh chân ngồi lên trên một tảng đá bằng phẳng cho đến một lát sau lục tiêu du chìm đắm trong việc lĩnh ngộ trước có thể là làm dịu vạn vật cũng có thể hủy diệt vạn vật Nước có vô số trạng thái, có thể hóa thành mưa đá, sương sớm, bằng tuyết. Lúc rồi trào cũng có thể phân hủy vạn vật. Lửa có thể thiêu đốt vạn vật, thế nhưng lại không thể thiêu đốt được nước. Lục hóa băng, nước có thể đóng băng vạn năm, cường dù kết hợp, cũng chậm, có thể là một dòng chảy nhỏ. Lục nhanh giống như thủy triều, song lớn cuốn trôi tất cả. Giờ các này, lục tiêu rút trực tiếp tiến vào trong một loại cảnh giới huyền ảo. Quanh thân tràn ngập một vòng quang mang màu cam quanh thân trong lúc lặng lẽ có một cỗ năng lượng thuộc tính thủy hỏa quanh quẩn lúc này lục tiêu du đang chìm đắm trong trạng thái tù luyện trong không gian yên tĩnh lúc này chỉ có tiếng sóng biển vang lên loại thanh âm này khiến cho lục tiêu du càng nhanh chóng lĩnh ngộ nhanh hơn nữa trên hòn đảo nhỏ không người này tiểu long đang trọng tổ thân thể dương quá và lục tâm đồng thì đều tu luyện mà lục tiêu du lúc này cũng đang lĩnh ngộ thuộc tính thủy trong năm loại thuộc tính lục tiêu du lĩnh ngộ thuộc tính thủy cực kỳ kiểm tối mà sau khi tu luyện tử phòng phòng bạo xong lục tiêu du vốn chỉ định đi dạo một phen thế nhưng sau khi đi thì nhìn thấy sóng biển lục tiêu du liền lập tức tiến vào trong trạng thái lĩnh ngộ trên phương diện lĩnh ngộ thuộc tính thủy này tuy rằng lục tiêu du lĩnh ngộ vô cùng ít tỏi thế nhưng việc lĩnh ngộ thuộc tính cũng không giống như tu luyện vũ khí. tầm đắc khi lĩnh ngộ những thuộc tính khác cũng có tác dụng với việc lĩnh ngộ thuộc tính thủy khiến cho lúc này Lục Thiên Du cũng lĩnh ngộ thuộc tính thủy, tiến bộ cực lớn. Ba người một thú cứ như vậy mà lĩnh ngộ và tù luyện, thời gian chậm rãi trôi qua, khí tức trên người tiểu long trong lúc bất trì bất giác lặng lẽ được kéo lên. Trong hải vực rộng lớn cũng không phải độc nào là cũng không có một bóng người. Bình thường cũng có yêu thú phi hành cùng với không ít đội thuyền đi qua. Khí tức của tiểu long tràn ra khiến cho đám yêu thú phi hành đi ngang qua không dám dừng lại cũng không dám tới gần tự động bay qua điều này khiến cho không ít người qua lại cực kỳ kinh ngạc đám thường nhân qua lại nơi đây đều là người không muốn chọc phải phiền phức nhìn thấy tình cảnh này cả đám người cũng nhanh chóng rời đi trong hải vực to lớn này cũng không thiếu yếu thú trong nước yếu thú trong phương viên chung quanh cảm nhận được khí thức của tiểu long đã sớm trốn vào trong động phủ không chịu ra ngoài trong hải vực rộng lớn có một hải đảo to lớn hòn đảo này có chút kỳ lạ bên ngoài dường như không có một ngọn cỏ nào từ phía xa nhìn lại nơi tiến vào giống như miệng một đầu mạnh thú viễn cổ nhìn qua vô cùng bạo ngược mà bên cạnh nơi tiến vào có một tảng đá lớn bên trên có ba chữ hải sa môn do lưỡi đảo sắc bén điều khắc mà thành nếu như là đám tương nhân chung quanh qua lại đương nhiên sẽ biết hải sa môn là thứ gì hải sa môn là một trong những đám hải tặc lớn nhất ở gần đây nhân số đồng đạo. Trong đó có không ít cường giả, thương nhân đi qua bình thường, gặp phải bọn chúng đều bị cướp sạch. Thực lực không bằng đám người này, cho nên cũng không thể trách được. Lúc này có một vài con thuyền khổng lồ âm âm chạy vào nơi nhập khẩu, còn có không ít thần ảnh vội vã nhảy lên bờ. Trong đảo lại xanh biếc một mảnh, kiến trúc liền biến bất tuyệt. Có không ít kiến trúc trực tiếp xây trên hang, nhân số trên đảo cũng không nhỏ. Trưởng môn đã làm xong việc, đám thương nhân kia dưới sự bảo vệ của một dòng bình đoàn đã chạy trốn tới bên ngoài hoàng nhàm đạo, cuối cùng bị chúng ta đuổi theo đám người này toàn bộ đều bị đánh chết thu hoạch không ít còn bắt được mấy nữ tử chúng thuộc hạ đã giữ lại người có tư sắc tốt nhất cho trưởng môn ngoài một đình viện lúc này có mấy đạo thân ảnh nhanh chóng đi vào người vừa mới nói chính là một đại hán nhìn qua có chút thổ lỗ tuổi chừng năm mươi trên mặt có mấy vết sẹo dài từ khóe mắt cho đến môi khi thế vô cùng hung ác. Mấy người bên cạnh hắn đều mặc một kiểu trang phục, sát khí trên người tràn ra. Phó trưởng môn làm rất tốt, chuyện này khổ cực cho người rồi, lát nữa luận công bàn thưởng. Trên ghế chủ vị, một lão giả trừng 50 tuổi mở miệng nói, người này mặc một thân hoa phục, mặc áo choàng, sang vẻ xấu xí, nhìn qua vô cùng hèn mọn. Thế nhưng, khí tức trên người không kém, không ngờ đã tới vũ xuất nhị trọng. Người này cũng coi như là có danh tiếng lớn trong hải vực, gần đây tên là Thiết Tý Phỉ Xuất Điền Văn Long. Thực đựng tiến vào vũ xuất rồi, người hiểu chuyện mới biết được cánh tay phải của Điền Văn Long này khi trước bị cứu ra chặt đứt, sau đó hắn tốn số tiền lớn nhờ một linh vương cao trọng luyện chế một cánh tay giả. Cánh tay giả này cũng bất phàm, kiên cố không gì sánh được, còn có không ít thủ đoạn bên trong khiến cho mọi người khó lòng phòng bị mà trúng chiều của hắn coi như là Điền Văn Long này nhân họa đắc phúc. Hơn nữa, người này tham lam không gì sánh được, thủ đoạn độc ác cũng coi như xứng với cái tên thiết tí phỉ xuất. Trưởng môn, tôi hôm qua chúng ta phát hiện ra trên hòn hoàn đảo hoàng phía trước có quang mang trượt lóe khí thức cực kỳ không bình thường. Vốn chúng ta muốn đi tới đó xem xét, thế nhưng lại sợ xảy ra biến cố, cho nên nhanh chóng trở về. Không biết trong buồn có ai biết chuyện gì đã xảy ra hay không. Đại hán tụ thần kia lại lên tiếng. Việc này đã có đệ tử báo lại, còn đảo hoang kia có hiện tượng không bình thường từ 10 ngày trước đây. Đạm yêu thú trùng quanh không dám tới gần. Thiết tí phỉ xuất điền văn lòng như mày nói. Ta đang muốn tới đó xem một chút, phụ cận nơi này dường như không có yêu thú cao dài, cho nên không biết có phải là bảo vật xuất hiện hay không. Vậy thì mau tới đó thử xem, nếu như có bảo vật thì chúng ta lời to rồi. Đại hán kia lại nói, việc này không nên chậm trễ, hiện tại lập tức xuất phát tránh cho bị người khác nhanh chân tới trước ánh mắt của điền văn long đảo qua đám người rồi đứng dậy nói cho đến một lát sau trong hải sa môn có mấy chiếc thuyền lớn rời khỏi mục tiêu chính là hòn đảo hoang mà đám người lục tiêu du đang ở đó bây giờ trên một khối đá bằng phẳng chung quanh tràn ngập quang mang nửa trắng nửa đen trong cuộc quang mang nửa trắng nửa đen này có độc khí quanh quẩn bên trong tràn ngập khí thức khiến tim người ta đập nhanh một cỗ khí tức cường hãn đang bắt đầu kéo lên. Trong không gian có một cỗ năng lượng thiên địa bàng bạc bắt đầu hội tụ. Theo cỗ khí tức kia kéo lên, gần sóng trong không gian ngày càng bắt động kịch liệt. Sau đó, cỗ khí tức này tăng lên giống như trẻ tre. Một cỗ khí tức khiến cho linh hồn run rẩy khuếch tán ra chung quanh. Dương quá đang tù luyện, cảm nhận cỗ khí tức ba động này lập tức thở ra một ngụm trọc khí. Hai mắt mở ra, tinh quang trong mắt chợt lóe, ánh mắt thu điểm lại mang theo sự kinh ngạc nhìn về phía lục tâm động. Cô năng lượng trong thiên địa bàng bạc bị tác động tới không ngừng quay chung quanh lục tâm động. Một cỗ khí thức cường hãn từ trên hòn đảo nhỏ này trực tiếp phóng lên cao. Một tiếng trầm muộn vang lên, đám quang bằng nửa trắng nửa đen tán loạn giống như gợn sóng cuồn cuộn khuếch tán trên đảo nhỏ. Khí thức cường hãn tới mức kinh khủng bà động. Thế nhưng, sự ba động trên hòn đảo hoang vắng, yêu thú không dám tới gần này lại không có ai có thể cảm nhận được cỗ ký tức này một lát sau mới bình ổn trở lại rồi ổn định. Trong nháy mắt, hắc mang nồng nặc cùng với một cỗ khí tức quỷ dị co rút lại. Sau khi co rút lại, thân hình lục tâm đồng với chậm rãi xuất hiện. Hắc mang cùng với một cỗ năng lượng vô hình trong thiên địa đều bị thôn phệ vào trong cơ thể lục tâm đồng. Khi đạo hắc mang cuối cùng chui vào trong thân thể nhỏ nhắn xinh xắn kia, không trung lập tức an tĩnh. Mãi một lúc lâu sau, lục tâm đồng mới mở mắt ra. Trong đôi mắt sáng sủa kia có một cỗ tinh quang bắn ra, khiến cho người khác không dám nhìn thẳng. Tinh quang trong chốc lát thủ liễm trở lại, mà trong bi tâm thân thể nhỏ nhắn này, còn có một đạo quang ảnh màu vàng bắn ra quang mang quỷ dị, dần dần được thu liễm. Ngày sau đó, một ngụm trọc khí từ trong cơ thể lục tâm đồng được thở ra. Tâm đồng, mỗi đột phá thật nhanh đó nha. Thân ảnh chợt lóe dường quá xuất hiện bên người lục tâm đồng, trong mắt có chút kinh ngạc nói. Xem ra hiện tại, ta không thể thắng được muội nữa rồi. Ca ca, có lẽ Huỳnh cũng sắp đột phá tới vũ vương ngũ trọng rồi. Chờ sau khi huynh đột phá, muội cũng không thắng được Huỳnh nữa đâu. Lục tâm đồng đứng lên, cảm nhận hồn anh và linh lực trong người được tăng cường không ít. Nàng kẽ mỉm cười rồi nói. Không biết bao lâu nữa, tiểu long mới đột phá xong. Dương quá, lập tức nhìn về phía tiểu long. Đã 10 ngày trôi qua, từ khí tức cường hãn trên người tiểu long, lúc này có thể thấy được dường như còn chưa đạt tới trình độ có thể đột phá. Tiểu Long nhất định có thể thuận lợi đột phá thôi. Lục tâm đồng nhìn Tiểu Long. Lúc này, thân thể to lớn của Tiểu Long đang hấp thu năng lượng trong thiên địa tố thể. Trong thân thể to lớn liên tục truyền ra tiếng trầm buồn, đồng thời thân thể co quắp không ngừng như chứng minh sự đau đớn mà Tiểu Long đang phải chịu đựng. ca cà, cà đâu rồi? Lục tâm đồng nhìn chung quanh cũng không phát hiện ra lục tiêu dục chủ nhân đang tu luyện phía sau. Người ấy đã tu luyện liên tục 10 ngày rồi. Chuyện này vô cùng kỳ quái. Ta và tuyết sư cũng không dám quấy rầy. Phi thiền ngô công nhảy lên vai lục tâm động, sau đó xoay quanh vai nàng rồi nói. Lục tâm động nghi hoặc ồ lên một tiếng, sau đó cùng với dương quá, nhanh chóng đi về phía sau đảo nhỏ. Khi hai người nhìn thấy một màn trước mắt cũng cực kỳ kinh ngạc. Trước mặt hai người lúc này quanh người lục thiêu du được một dòng nước bao phủ, sóng nước ẩm ẩm đánh lên trên dải đá ngầm phía dưới bọt nước bắn tung tóe Dòng nước dường như vô hình trung bị một lực lượng nào đó dẫn dắt khiến cho dòng nước trực tiếp bao phủ người của lục tiêu du trên người của lục tiêu du tràn ngập lam quang từ ngoài khơi có một dòng xoáy chừng trăm thước quanh quẩn chung quanh lục tiêu du dòng nước này từ trong hải vực bị dẫn dắt tới thân thể lục tiêu du sau khi xoay tròn một vòng lại trở về hải vực cảnh tượng vô cùng huyền ảo mặc dù lẫn như vậy thế nhưng quanh người lục tiêu du lúc này không bị nhiễm một giọt nước nào một cỗ năng lượng thuộc tính thủy bàng bạc hội tụ trong năng lượng bàng bạc có một cỗ uy áp mạnh mẽ tràn ra năng lượng thuộc tính thủy thật là mạnh dường quá cực kỳ kinh ngạc cỗ năng lượng thuộc tính thủy này khiến cho hắn cực kỳ khiếp sợ bởi vì không lĩnh ngộ thuộc tính thủy tới một trình độ nhất định thì sẽ không có uy thế kinh người như vậy lúc này trong dòng xoáy đột nhiên vang lên một tiếng quát nhẹ thân hình của lục thiếu du đột nhiên đứng thẳng lên y phục màu xanh trên người tung bay cánh tay vùng lên dòng xoay chung quanh người lập tức hóa thành một đạo quang trụ màu xanh cả không trung lập tức run rẩy đạo quang trụ màu xanh này lập tức bắn về phía hải vực lúc bây giờ những thanh âm bạo liệt liên tiếp vang lên trong hải vực sóng nước tạo thành những giọt nước bắn tung tóe toàn bộ hải đảo cũng run lên lục thiếu du thở ra một ngụm trọng khí trong cơ thể tinh quang trong mắt chợt bé. Khi Lục Thiếu Du quay đầu lại nhìn Lục Tâm Đồng và Dương Quá, cảm nhận khí tức trên người Lục Tâm Đồng, Lục Thiếu Du lập tức kinh ngạc nói. Tâm Đồng, bụi đột phá linh vườn tam trọng rồi sao? Bụi vừa mới đột phá, Tâm Đồng nhìn ca ca, trong mắt cũng hiện lên sự kinh ngạc. Tuy rằng nàng không phải là vũ giả, thế nhưng cũng có thể cảm giác được vừa rồi ca ca lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính thủy vô cùng mạnh mẽ. Chủ nhân, phía trước có không ít người đang tới. Trong bầu trời, thiên sĩ tuyết sư bay xung quanh tầng trời thấp, nói vọng xuống. Tổng cộng có 500 người đang đi tới nơi này. Lục tuyết du chợt nhíu mày, quang mang dưới chân chợt lé. chân khí bùng ra rồi đập tức nhảy lên không trung. Phía xa xa, lúc này có không ít điểm đen, nhanh chóng đi tới. Tâm thần chợt tỏa ra, tinh hồn lực bao phủ không gian. Lục tuyết du lập tức nhận ra, phía xa đang có không ít thuyền đi về phía hải đảo này. Lại một đám hải tặc sao? Tâm thần đảo qua, lục tiêu du lập tức biết được lai lịch của đám người này hẳn chính là hải tặc trong lời đồn đám người trên thuyền nghe rõ đây dám tới gần hải đảo trầm thước diệt chết không thả ánh mắt của lục tiêu du trầm xuống thanh âm quanh quẩn trong không trung đối phó với đám hải tặc này có lẽ cũng không có thứ gì tốt quan trọng nhất chính là tiểu long đang đột phá cũng không thể bị người khác quấy rối thanh âm của lục tiêu du trong nháy mắt quanh quẩn trên hải vực lọt vào tai đám người trên thuyền trong thanh âm này mang theo một cỗ lực lượng vô hình khiến cho linh hồn người nghe không khỏi rồn rẩy. Nhanh dừng thuyền, nhanh lên! Có phải tiếng hét nhanh chóng vang lên, mấy chiếc thuyền bé lập tức dừng lại. Thế nhưng mấy chiếc thuyền lớn dẫn đầu cũng phải đi tiếp chừng trăm thước rồi mới dừng lại được. Trường bôn, phía trước có cường giả. Tổng cộng có ba chiếc thuyền lớn. Trên chiếc thuyền đầu tiên, phó trưởng bôn Hải Gia Bôn đang không người nói với Điển Văn Long. Người này thực lực rất mạnh, thầm bất khả chắc. Ánh mắt của Điền Văn Long chợt trôn lên. Đạo thanh âm vừa rồi khiến cho trong lòng hắn trùn dậy. Đối phương tuyệt đối là một cường giả. Hắn một đường không nghỉ tới tầm bảo. Thế nhưng lúc này cũng có thể cảm nhận được trên hòn đảo phía trước có một cỗ khí tức khác thường. Bằng vào thực lực của hắn, đương nhiên có thể cảm giác được phía trước dường như có cường giả đang đột phá. Cỗ khí tức này cũng không giống như là bảo vật xuất thế. Chúng ta nên làm gì bây giờ? có nên tới đó kiểm tra hay không? Phó trưởng môn kia dường như còn có chút không nỡ. Mau trở về đi, người phía trước chúng ta không được chọc vào đâu. Điền Văn Long lập tức quyết định, mấy năm nay hắn có thể hoàn hành không chút cố kỵ ở phiến hải vực này là bởi vì hắn biết rõ đạo lý tiến thoái. Chỉ cần nhận thấy đây là người không nên trều chọc được thì hắn tuyệt đối không dám trều chọc. Chính vì vậy hắn mới bình an vô sự sống cho tới ngày hôm nay. Trưởng môn cứ như vậy mà đi sao? vạn nhân trên đảo có bảo vật thì làm sao bây giờ đại hán có vết xẻo dài kia dường như còn chưa từ bỏ ý định một đường suốt đêm chạy tới đây cứ như vậy mà từ bỏ khiến cho hắn có chút không nỡ tuyệt đối không thể tay không mà về được vậy phải làm thế nào chúng ta đi điền văn long trừng mắt nhìn đại hán này cho dù thế nào thì tính mạng của hắn mới là quan trọng nhất cho đến một lát sau ba chiếc thuyền lớn lập tức quay đầu đi coi như cũng có chút thông minh đấy lục tiêu du từ trên không trung đáp xuống thân thể không nhiễm một chút bụi bặm nào trong mấy trăm tên hải tặc này kẻ mạnh nhất chỉ là vũ xuất nhị trọng mà thôi hắn muốn giết quá dễ dàng cho dù để thiền sĩ tuyết sư và phi thiên ngô công xuất thủ cũng có thể đánh chết trong nháy mắt có lẽ rất nhảnh nữa thôi sẽ đột phá một lát sau trước bản thể khổng lồ của tiểu long lục tiêu du lẩm bẩm nói hắn mơ hồ có thể cảm giác được tiểu long đang phải chịu đựng sự đau đớn của việc tố thể thế nhưng loại cảm giác đau đớn này, cho dù lục tiêu du muốn hỗ trợ cũng bất lực. Trên bãi biển, lục tiêu du khoanh chân ngồi xuống, sau khi dò dự một lát, trong tay hắn xuất hiện một khối ngọc giản, một cỗ năng lượng thuộc tính thủy từ trên ngọc giản tràn ra. Lúc này tuy rằng tử vong phòng bạo còn chưa tu luyện thành công, thế nhưng lục tiêu du vẫn quyết định tu luyện vũ kỹ địa cấp sơ dài thuộc tính thủy. Quyết định tu luyện vũ kỹ thuộc tính thủy lúc này, lục tiêu du đã suy nghĩ rất lâu. Trong năm loại thuộc tính, có lẽ phải cùng lĩnh ngộ mới được. Đồng thời tu luyện mấy loại vũ kỹ thì hắn mới có thể đồng thời lĩnh ngộ năm loại thuộc tính. Nếu như đơn độc lĩnh ngộ một loại, vậy thì so với vũ giả đơn hệ, hắn không khác hơn bao nhiêu. Năm vũ kỹ địa cấp sơ giai thuộc tính thủy lấy được từ trong tay nhạc vụ Vân Kiêu Thiên. Lục Tiêu Du nhanh chóng trích cho một giọt máu, tâm thần rót vào, một cỗ quang mang chói mắt trên ngọc giản bắn vào trong bi tâm của Lục Tiêu Du. Lập tức hóa thành một lực lượng tin tức khổng lồ trong đầu lục tiêu du. Trong quang mang này, có một cỗ khí tức thuộc tính thủy nhu hòa lan tràn ra. Một lát sau, quang mang mới thủ liễm trở lại. Lục tiêu du cũng mở hai con mắt, trong mắt hiện lên sự vui vẻ. Từ trong tin tức trên ngọc giản, lục tiêu du mới biết được vũ kỹ thuộc tính thủy địa cấp này có tên là trọng thủy kết giới. Uy lực của nó có chút đặc thù, tu luyện tới đại thành có thể đem đối thủ vây khốn. Tiếp tục tu luyện thôi, Lục tiêu du hít sâu một hơi, còn vũ khí thuộc tính mộc của triệu gia và thuộc tính thổ trong huyền thiền bi cảnh, hắn cũng muốn tù luyện cả. Một khối ngọc giản tràn ngập năng lượng thuộc tính xuất hiện trong tay lục tiêu du, máu tươi chợt nhỏ xuống, tâm thần rót vào trong. Cứ liền tiếp như thế, sau nửa canh giờ, rốt cuộc lục tiêu du cũng thu được phương pháp tù luyện của hai bộ vũ khí. Từ trong tin tức của hai khối ngọc giản này, Lục Tiêu Du biết được bộ vũ khí thuộc tính mộc của triệu gia kia có tên là Trần Linh Cấm Không Trưởng. Uy lực của Trần Linh Cấm Không Trưởng này có chút tương tự với ảm nhiên tiểu linh trưởng của Lục Tiêu Du. Thế nhưng lại có chỗ bất đồng. Uy lực của ảm nhiên tiểu linh trưởng có thể trực tiếp khiến cho đối phương tiêu hào lực lượng, mà Trần Linh Cấm Không Trưởng trong phạm vi nhất định có thể trói buộc chân khí, linh lực hoặc là vũ khí của đối thủ. Không hồ với cái tên vũ khí thuộc tính mộc, trói buộc chân khí và linh lực. Bộ vũ khí này quả thực hiếm thấy. Trần linh cấm không trường này đến từ triệu gia. Lục tiêu du suy đoán, có lẽ cũng là do cường giả vũ đế khi trước hai lão tổ lục gia triệu gia theo hậu sáng chế. Uy lực quả nhiên vô cùng bất phạm. Còn bộ vũ kỹ thuộc tính thổ, lục tiêu du đạt được trong huyền thiền bí cảnh kia. Lục tiêu du cũng thu được phương pháp tù luyện. Bộ vũ kỹ này cũng khiến cho lục tiêu du có chút ngoài ý muốn. Đây chính là một bộ cước pháp có tên là Đại Địa Mạch Trùng Cước. Vũ ký cước pháp quả thực không có nhiều lắm, mà từ trên tin tức trong ngọc giản, Lục Thi Du biết được uy lực của bộ vũ khí này vô cùng bất phàm. Quan trọng nhất chính là chỉ cần đứng trên mặt đất là có thể vô thành vô tức thì triển ra, khiến cho người khác khó lòng phòng bị. Bắt đầu tu luyện thôi. Lục Thiên Du lẩm bẩm nói ra, đồng thời tu luyện mấy bộ vũ khí địa cấp sơ giai. Có lẽ đoạn thời gian kế tiếp hắn sẽ phải liều mạng. Lục Thiên Du cười khổ một tiếng, đôi mắt nhắm lại tâm thần chìm đắm trong cỗ tin tức vừa mới nhận được bắt đầu tỉ mỉ nghiên cứu phương pháp tu luyện trọng thủy kết giới đây cũng là một bộ vũ kỹ lục tiêu du lựa chọn tu luyện đầu tiên sau khi nghiên cứu phương pháp tu luyện một lát sau hai mắt của lục tiêu du mở ra Trong thủy kết giới này trước khi tu luyện cũng cần đả thông không ít kinh mạch đặc thù trên người đối với chuyện này trong lòng lục tiêu du cũng không cảm thấy kỳ quái vũ khí đạt tới cấp bậc địa cấp mà nói đều có yêu cầu lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính cực cao, chân khí đơn thuần không đủ để tu luyện vũ khí địa cấp cao nữa. Ngừng thần tĩnh khí, lục tiêu du nhanh chóng chống chế tâm trí mà chân khí đã thông một ít kinh mạch đặc thù trên người. Tâm thần khống chế một ít chân khí nhỏ tiến vào kinh mạch, mà cảm giác bế tắc của kinh mạch nhỏ kia cũng đang dùng tốc độ chậm rãi biến mất. Mấy cảnh giờ sau, lục tiêu du không chỉ đã thông kinh mạch vũ khí trọng thủy kết giới, yêu cầu mà còn có đả thông toàn bộ kinh mạch. Ngay cả kinh mạch đặc thù của chân linh cấm không trưởng và đại địa mạch trùng cước cũng được đả thông toàn bộ. Chuyện đả thông kinh mạch này đối với lục tiêu du mà nói, căn bản không có một chút khó khăn nào. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.